Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các chú anh chị nha. Trời đất ơi, thần thiên người, sau cái vụ kim cương của chị Hằng thì nhiều người nhận định và nhiều người coi như là đã coi như là tìm ra cái nguồn một số thôi ha. Và một số người thì người ta rất là chuyên gia và người ta trong nghề nghiệp của người ta là người buôn bán kim cương á. Và người thật sự mà nói với cô chú anh chị, không phải là chị Hằng chị nói là người khác người ta nghe đâu, tôi nói thiệt với cô chú anh chị, không phải một người nghe mà nhiều người nghe, và nhiều người nghe thì nhiều người soi, mà soi á liên quan tới nghề nghiệp của người ta thì không thể nào mà chị Hằng chỉ nói khơi khơi được, đúng không? Không, đương nhiên là những người đại gia kinh doanh về kim cương, những người là chuyên môn về kim cương, những tiệm lớn nhỏ hầu như họ đang đu cái trend này rất là mạnh. Trong đó có một cái chị mà coi như là chị Nga đó, chị Nga chỉ đu kim cương, nhưng mà trong đó có một số anh chị thì đeo vàng đỏ tai đỏ cổ thì coi như là cũng mắc cười lắm, đeo vàng đỏ tai đỏ cổ, nhưng mà nó có một cái suy nghĩ là coi như là chị Hằng là chỉ là coi như là quăng quăng thôi ha, chứ không có đâu. Trong đó thì có cái anh Tần Nguyễn, không đó. Có anh Tần Nguyễn, thiệt sự mà nói là cái anh Tần Nguyễn thì mình nói với cả nhà nghe nè, anh Tần Nguyễn thì anh rất là hay, anh rất là nhiều cái trend cái drama đó, anh coi như là anh nói ra coi như là ngoài cái chị mà ở ở miền Tây ra đó, cái chị này nè, cái chị này đây, ngoài cái chị này ra nè, đây gì vậy, xóa rồi, chị này xóa rồi, chị xóa rồi. Chị này là coi như là cái chị ở miền Tây mà đeo vàng đỏ tai đỏ cổ đó cả nhà, đã xóa video clip rồi. Và chị này cũng là hình như là nghe nói là hoa hậu người Việt gì ở nước ngoài đó, rồi không biết làm sao đó, rồi mà nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân, chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha, ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Lên bài lên đồ rồi bị phản ứng của cộng đồng á, coi như là 1 carat là 1 tỷ, mà 2 carat là 2 tỷ, rồi 3 carat 4 carat nó coi như là bà tả ra 1.000 carat, tức là nó bằng một cái trái banh bự vậy nè đó, 1.000 carat của bà là bà tả như trái banh vậy đó, coi như là xong. Sau đó thì có chỗ anh Tần Nguyễn này nè, ngay mời cô chú anh chị xem lại cái clip video của anh Tần Nguyễn ha. Anh nói đây, làm gì có gì khoan được. Anh nghĩ như thế nào về một viên kim cương 1.000 tỷ đấu giá để mang đi làm từ thiện? Thì câu chuyện viên kim cương 1.000 tỷ mấy hôm nay hả? Dạ. Thật ra thì nghe thì nó có vẻ rất là vĩ đại, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà mình ngẫm thì nó hoang đường. Đó, thấy chưa? Anh nói hoang đường. Còn câu chuyện hoang đường. Nghe Còn nha. Nghe đi. 1.000 tỷ cũng nhiều ít. Nhiều lắm thầy. 1.000 tỷ. 40 triệu đô la. Nhiều chứ. Nó bằng cả, gần như bằng những ngày đầu tiên của cả cái quỹ gọi là Bảo Gia Ghi đấy, cộng đồng đóng góp trong 5 năm đầu tiên. Được 1.000 tỷ là đã kỳ khủng khiếp. Nhiều lắm. 40 triệu đô. Và thứ nhất là đây ta nói, cái câu chuyện ở đây là nói thì ai nói được thôi. Ai là người định giá viên kim cương hay 1.000 tỷ? Bây giờ tôi bảo cái viên kim cương mà tôi bán 50 tỷ được không? Tôi cũng nói phải có giấy đây, kiểm định. đây, đúng rồi. Câu chuyện là nó phải có giấy tờ. Trình Hiểu chưa? rất là trình độ, nhưng Sau mà khi nghe đi, nghe đi, người bán, nghe nha. tôi bán cái bà đấy với cái giá. Bây giờ bà bảo bà, ví dụ như bà mua 100 tỷ xong bà bán 1.000 tỷ bà đi làm từ thiện thì không được. Đúng không? Nó phải thực tế. Vậy bạn mua 1.000 tỷ thì đến đây thì không ai chứng minh được Là ai cho phép chuyển 1.000 tỷ Việt Nam ra nước ngoài, không ai đúng chuyển được. Nước đúng ngoài đầu tư nước ngoài và nó phải có cái giấy tờ của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Cho nên đến cái đoạn này là nó hoang đường rồi. Hoang đường ha. Tôi đều nói cho vui thôi, lấy cái gì để chứng minh rằng viên kim cương lên 1.000 tỷ? Giấy tờ đâu, ai dám ký cái đấy đó? Cái người mà ký xác định cái viên kim cương lên 1.000 tỷ họ cũng phải đóng thuế dưới đất sở tại, tại vì số tiền nó rất là lớn. Số tiền đấy đâu còn nhỏ nữa. Mang quá 10.000 đô nước ngoài về Việt Nam đã không được. Tuyệt đối không mang nổi 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Rồi. Tuyệt đối không mang được 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Rồi, tới đây Từ thôi. châu Âu về, đúng không? Dạ. Tuyệt đối. Đó, rồi bây giờ nè, anh Tần là anh đố mọi người, anh đố đúng rõ ràng là anh Tần anh nói tôi đố mọi người đem ra 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
anh Tần là anh đố người ta luôn, anh đố người ta làm đem ra khỏi Việt Nam ha. Anh Tần riêng ai cho riêng anh Tần là anh đố mọi người lấy ra khỏi lãnh thổ Việt Nam được ha. Đó, làm sao mà thanh khoản được, làm sao mà thanh toán được, đúng không? Nhưng anh Tần anh nói câu trước, anh đá câu sau, không bao giờ đem được 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhưng nghe đây, cũng anh Tần luôn nha, anh Tần nha, cái này là cũng của anh luôn nè, không của ai vậy nhá. Đây, cũng của anh Tần luôn. Rồi, ok, chúng ta nghe nha, nghe anh Tần nói nha. Mình cũng muốn bán viên kim cương của mình để đi làm từ thiện. Ok anh, rất và tốt. Và mình không đấu giá mà mình bán thấp hơn giá so với mình mua. Ừ. Và viên kim cương của mình là mình mua ở Vương quốc Bỉ. Ở thành phố Kim Cương, thành phố Antwerpen. Antwerpen. Và mình có đầy đủ giấy tờ. Đây là viên kim cương dòng F. Ừ. Nó là 2,05 carat. Ừ. Mình chỉnh lại. Và cái cà giá của nó. Cà rá. Là làm bằng vàng trắng. Nói lộn là bằng bạc. Ừ. Đây là vàng trắng và trên cái cà giá này có đính rất nhiều viên, các cái viên kim cương nhỏ. Mình mua cái viên này 1 năm rồi và mình mua là 31.000 đô chưa tính cái 31.000 luôn. Vàng trắng này. Khoan tới đây đi. Anh nói là anh mua 31.000 tại Vương quốc Bỉ. Vậy câu hỏi em đặt ra, anh làm thế nào mà anh lấy được 5.000 đô ra lãnh thổ Việt Nam được vậy? Anh làm thế nào? Anh Tần, anh nói là không bao giờ đem ra chuyển ra nước ngoài được 5.000 đô. Vậy anh làm thế nào anh được 31.000 đô anh mua được vậy anh Tần? Anh nói cái nào nó phải hợp lý thì tụi tôi nghe. Còn anh nói không hợp lý sao em nghe được anh Tần? Đúng không? Anh là dạy người, anh là cái người dạy làm giàu, tức là anh có trí tưởng tượng và trí bay cao bay xa. Anh tạo cho người ta một cái gọi là niềm tin, một cái hướng đi đó. Nhưng mà người dạy làm giàu chưa chắc đã giàu nha. Người ta có ý tưởng đó, người ta bán ý tưởng của chú anh chị, thấy không? Người ta bán ý tưởng, người ta bán ý chí, người ta bán tinh thần, người ta bán cái hướng đi, nhưng mà chưa chắc đưa cho người ta đi được đó. Người bán làm giàu chưa chắc đã giàu đâu. Họ giàu bởi vì là họ là cái người dạy để ăn lương, họ cho bạn động lực, họ khuyến khích bạn, hôm nay chúng ta đứng đây, chưa chắc ngày hôm sau chúng ta phải đứng đây, chúng ta phải lên một bậc nữa ngày hôm sau đó. Giống như mấy cái trò mà bún thung rồi này, tại sao không có gắn nhóm này, bún thung đó, rồi xong cái tiếp nữa là cái gì, cái tiếp nữa là cái gì quên rồi, cái tiếp là cho ăn ớt, là cuộc đời rồi trước khi lên một đỉnh cao phải cắn ớt rồi cay đắng. Trời ơi, cuộc đời nó đâu có diễn tả trong cái lời nói chúng ta cay đắng như vậy được đâu. Bây giờ chúng ta hỏi ngược lại anh Tần nè, thì làm sao anh Tần có được 5.000 để mua ra lãnh thổ Việt Nam, để anh Tần mua 31.000 đô với anh Tần giờ đời bán làm từ thiện nè anh Tần. Và cái chiếc nhẫn anh Tần mua, em nói thiệt anh Tần nghe như nè, chiếc nhẫn của anh mua cái cà gá đó, anh nói cái từ cà gá tôi nhớ dễ sợ luôn, 4-30 mấy năm rồi. Còn ở quê tôi nghe lâu rồi, nhỏ tôi hay nghe. Ê, chiếc cà gá đó, thì nó coi như là nó rất cái gì đó, nó miền Tây lắm. Cà gá, nghe tới cà gá là tự nhiên cái hồi ức, cái ký ức nó nhớ về tuổi thơ liền. Mạnh nó cái cà gá là tôi nghe tôi khoái anh cái chỗ cái chữ cà gá đó. Khoái anh cái chỗ chữ cà gá đó. Ở đây là anh em mình tranh luận đúng không? Anh có kiến thức, anh dạy người làm giàu thì chưa chắc anh đã giàu, chưa chắc anh đã sang. Nhưng mà tại vì anh nói á, cái chiếc nhẫn của anh nói là không bao giờ một người nào đó đem được 1.000 tỷ ra nước ngoài để mua chiếc nhẫn, đem 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thôi là đã khó rồi, huống hồ chi là coi như là cả ngàn tỷ như thế, nó phải qua cái bộ kế hoạch đầu tư qua các kiểu, đúng không? Vậy thì cho em hỏi coi, tại sao anh được mua chiếc nhẫn, biết mua chiếc cà gá của anh là tới 31.000 nếu mình không đem được 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đúng không nè? Đúng không? Anh nói đó là nói tiền mặt. Anh hiểu không? Anh hiểu cái vấn đề là tiền mặt mà không ai thời buổi giờ không ai xách tiền mặt hết trơn á. Thời buổi bây giờ không ai đi ra xách tiền mặt, xách cái thẻ đen, thẻ trắng, thẻ Visa, thẻ thanh toán quốc tế. Giờ ngân hàng nó làm đầy. Đúng không? Anh Tần, đúng không? Anh cứ vậy hoài, anh đánh lận con đen, anh đánh tráo khái niệm, anh lúc nào cũng cho anh là hay một chuyên gia hết. Nhưng mà nói gì nói anh Tần nha, mình là đeo sở hữu một chiếc nhẫn 30 mấy ngàn
là có thể là nó lên gần 1 tỷ đồng đó nhà anh Tần, mà tới bây giờ anh còn nói là cái này nó bằng bạc, rồi bây giờ anh nói bằng vàng trắng, anh nói như thế thôi là em đã nghe nó lọng cọng rồi, bạc là bạc còn vàng trắng. Nhưng mà nói thiệt luôn đó, anh Tần, anh có thể nào là anh làm như thế nào đó cho cái mình nó nhìn nó sang hơn xíu được không anh Tần? Em nói thiệt luôn á, em thấy anh dạy làm giàu, anh mặc áo vest, anh đứng giữa bao nhiêu con người như thế mà em thấy ở dưới thí sinh ở dưới nhìn nó sáng ngời ngời luôn, nhìn đứa nào cũng có thể là tương lai ông này bà nọ hết, nhưng mà em nhìn riêng anh Tần nha, thiệt á, cho em xin lỗi anh trước, nói một câu này nó xúc phạm xíu, nhưng mà em xin lỗi anh trước, nó nhìn nó bần. Không, em nói thiệt này không phải là công kích anh đâu, nhưng mà nó nhìn nó kỳ lắm, nó bần á. Nhìn em nói thiệt như cái kiểu anh mà đi đám giỗ ở dưới miền Tây mà đem cái câu chuyện á, mà ngồi nhậu một hồi là cãi lộn khỏi nhậu luôn. Tại vì anh là quan điểm à, quan điểm anh nói câu này anh đá câu kia. Làm sao bây giờ, làm sao nè, bây giờ nè, làm sao bà này, bà A này bà đem được 1.000 tỷ qua coi như nước ngoài được, nước ngoài mà mua được, mà ở đó mà mấy ông cứ nghe bà nói này kia kia nọ, thấy không? Như chiếc nhẫn luôn nè, chiếc nhẫn luôn nè, tôi mua 31.000 đô ở tại Bỉ nè, Dương Quốc nè, bla 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 các kiểu đó. Anh chỉ cần nói như thế, người ta hỏi ngược lại anh lấy cái gì mà để coi như anh mua 31.000 đô, anh thì sao anh lấy tiền đi ra khỏi Việt Nam được, đúng không? Người ta hỏi anh câu đó liền, người ta hỏi là giờ câu trước câu sau đó. Bởi vậy, và nói thiệt chứ chiếc nhẫn của anh làm gì anh đeo lâu, nó đeo lên ten hay sao? Bữa nào coi đi vô cái chỗ mà chị Nga mà học sòn đó, là anh vô trong đó đó, rồi anh coi như là đánh bóng đồ lại đi. Trời ơi, đeo học sòn 31.000 gì, y như mấy chiếc cà gá mà bán rồi như 5.000 chiếc ở ngoài chợ trước cổng học sinh cho nó đeo chơi gì trời, nó lên ten nó cũ muốn hết luôn mà anh đòi bán mấy chục ngàn mấy trăm triệu, nhịn tiếc chiếc cà gá dữ sợ luôn anh Tần, thiệt luôn á. Mà phải nói nè, anh thường xuyên á, anh là phải là rửa mặt ha em nè, chưa chỉnh áp, chỉnh áp nhìn có bóng bẩy lắm chứ bộ, thấy không? Đó, anh phải làm sao để cho cái gương mặt mình cho nó bóng bẩy, nhìn nó sáng sủa, con người mình ra nói người ta mới tin, chứ nhìn giống như mấy ông giữ dịch ở dưới quê em á, mà cái kiểu chiều tắm xong uống nước trà nó dốc nó láo đồ này kia kia nọ là không được đâu, thấy không? Nhìn nó phải tin mới được, nhìn như là phải tin, đặt niềm tin. Còn như anh, nếu mà bây giờ anh nói là anh một người đại gia, một người giàu sang thì đối với em là khó tin. Còn như bà Hằng mà bước ra bây giờ bà ngồi bà bán rau thôi, tôi nói thiệt như cỡ bà Hằng bà bước ra bà bán rau thôi, tôi nhìn cho bà này không thể ngồi vị trí bán rau này được, bà này chỉ có làm chủ hay làm gì thôi chứ bán rau khó bà này. Bởi nhìn cái tướng, cái tướng phúc hậu, cái nó ra một cái tố chất lãnh đạo, nó ra một cái tố chất là coi như nhìn nó hào quang rực rỡ đó, hiểu không? À, bây giờ nghe anh Tần nói tiếp nha. À, không, anh Tần nói là không đem tiền ra được, làm sao mà mua nhẫn. Rồi hỏi anh Tần ngược lại là tại sao anh Tần mua được chiếc cà gá này nè. À, bây giờ anh Tần nghe nghe anh Tần nói tiếp nha. Nếu như mà anh chị nào mà cần nhượng lại thì đảm bảo đây là kim cương thiên nhiên 100% của Nam Phi, dòng ép và có giấy chứng nhận ép luôn hả, không có được D vậy? Kèm theo giá bán, giấy tờ đầy đủ. À, mình bán rẻ hơn chứ mình không đấu giá, bởi vì đấu giá là giá vô cùng, cho nên mình sẽ bán rẻ hơn so với giá mình mua. Nếu mà bán được 31.000 đô, tất cả số tiền đến 100% mình sẽ đi làm từ thiện chứ không dùng tới. Nước ép luôn hả? Anh em nào thích kim cương muốn mua để làm của thì hoàn toàn mình có thể chia sẻ với anh em và bền vững theo thời gian. Một lúc nào đó mình cảm thấy rằng cái việc mình đeo viên kim cương nó không ý nghĩa bằng việc mình cho đi, đó là lý do tại sao mình muốn nhượng lại. Đây là thật 100%, nếu anh em mua được bán đúng giá 31.000 đô, rẻ tặng cho cái cả giá 2.000. Có rất nhiều cái viên kim cương nhỏ đến cả 2.000. Comment xuống mình sẽ làm việc với các bạn. Phải không anh? Rồi, ok. Đó, nhưng mà anh Tần ơi, em nói thiệt anh nè. Cái nước 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 ép luôn hả? Nước ép luôn hả? Nước ép ở Việt Nam nhóc luôn kìa. Duyên bự 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 như nước ép nhóc luôn. Bự 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 mà nhiều khi nó còn rẻ hơn anh nữa đó, nhiều khi nó còn rẻ hơn anh đó, đó. Anh đi mua chi nước ngoài, trời, anh đi vô cái tiệm ở Việt Nam nước ép nhóc hết trơn luôn, anh không có xài được nước đi nữa đó, thấy không? Em không có dân, phải dân cà gà gá mà không phải dân kim cương, nhưng em nghe nó nói nước đi là nước cao nhất, giống như là vàng 24 rồi vàng 49 rồi vậy đó, anh xài đang dần xài vàng 18 đúng không? À, coi trời ơi, trời, đại gia thì chơi mặn 49 đi anh. Trời ơi trời, anh mới vậy cứ gì hoài đó. Rồi xong này, trước khi anh đấu giá em khuyên anh nè, thứ nhất
Thứ nhất nha, thứ nhất là phải anh phải đem đi lại cho chị Nga hay là Tâm Luxury rồi đó, để coi như là mấy anh chị đó đó người ta làm sạch hơn, bóng hơn, đẹp hơn, làm như cái mồ hôi anh không tốt đó nha. Cái mồ hôi anh không tốt á, cái chiếc nhẫn nó đen kỳ lắm kìa, đấu giá 31 ngàn ai mua. Anh đâu phải là giống như là một cái gì đó đó đó, đó để mà coi như là ví dụ như lấy cái mồ hôi anh lấy hên được đâu, đúng không? Hay hoặc là coi như là anh đâu phải là chữa bệnh nào đâu mà lấy cái mồ hôi đó nấu nước uống vô trị bá bệnh, đúng không? Nên cho nên á, trước khi anh bán anh đấu giá gì đó em khuyên anh nha, làm cho nó sạch sẽ lên cái rồi bắt đầu là anh thường xuyên rửa mặt bằng sữa rửa mặt rồi đó, đó tẩy cho nó trắng nó bóng nó đẹp lên. Chứ mình anh thiệt, anh nếu mà hồi xưa anh nói cái câu mà hồi đó anh kinh doanh ở chợ Kim Biên chợ lớn và anh buôn bán phụ tùng anh buôn bán cái gì đó là em tin nha, nếu anh nói cái đó là em tin. Chứ còn mà anh nói mà anh dạy làm giàu bậc thầy không, em không tin lắm. Bởi vì sao? Em biết anh là người đọc sách, anh có trí tuệ, anh có kiến thức, nhưng cái kiến thức cái trí tuệ của anh á em nghĩ như thế này nè, à, giống như cái kiến thức của anh cái trí tuệ của anh là nó nằm ở đây nè, đây nè, đây nè. Hồi em nhớ hồi cái đợt này là em nhớ hồi cái đợt này là chồng Sa Lý nó chăm sóc anh kỹ lắm nè, nè nè nè, cái vụ mà đấu giá cái kim cương này nè đó, anh nói anh sẽ cho đi, anh sẽ cho đi đúng không? Đó, đôi lúc nó không còn ý nghĩa anh cho đi, nhưng đó, nhiều khi anh quen rồi không à, anh lùa gà quen rồi. Em nhớ cái vụ này em nhớ hoài, cái vụ này em có theo dõi anh nè đó, có vụ ra đầu tư đất rồi đó. Trời ơi lúc đó em tính đầu tư luôn bộ, nghe nó đã quá, nghe trời ơi, nghe anh nè, nghe anh nói nè nha, anh nghe nè, chồng xử lý nó chăm sóc anh kỹ vụ này mà sao nghe tắt điện luôn nè. Quy tắc của mình á là mình mua đất chưa có được À rồi mình làm. khoan 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 để em mở tối tối xuống chiếu sáng quá. Đây nè, đó, chồng xử lý nó chăm sóc anh cái vụ này kỹ lắm nè. Quy tắc của mình á là mình mua đất chưa có được Dạ đúng rồi rồi mình anh. làm đường đi. Ồ Tất hay cả quá. những nơi mà được mình mua đất thì đường xá đều như này. Đây là con đường, đó nó là cái cánh rừng như này, và khi vào tay Tần nó ra con đường như này. Ồ hay quá anh Và Tần ơi. con đường này nó không phải ngắn. Để mà có được cái những cái thửa đất đẹp á, là mình phải mua những cái vùng đất hoang sơ, Dạ và cái số lượng đường mà mình làm tính bằng cây số rất dạ là tốn kém, dạ đúng dạ không? Cho nên mình ra được những cái sổ 500 1.000 mét, ờ cách chợ Bến Thành 20 phút đi xe hơi, tù ở đâu gần cách như anh? sân bay Long Thành 15 phút đi xe hơi, đất Ồ cao ráo và vùng quê vùng ven. Nếu mà ở làm việc ở chợ Bến Thành ấy, là mất khoảng 30 phút đi ô tô là được. khoan anh, từ chợ Bến Thành mà đi ra sân bay Long Thành là mất nó bạ gần hơn nửa tiếng luôn ha, nửa tiếng gì lận à, nửa tiếng lận à. Mà anh đi từ từ đó sân bay Long Thành 15 phút mà từ sân bay Long Thành vô nửa tiếng quỷ ta, sao cái đường nó kỳ quá đây, để anh Tần nói hết coi sao. Và tất nhiên là mình có nhiều lắm, bởi vì đường xá giao thông không có nên người ta bán rất là rẻ, và mình muốn chia lại cho các bạn. Mình có rất nhiều ở bên đây, À mình có nói thật với các bạn là nhiều mẫu lắm. Bây giờ dạ là ngày dạ xưa nó quá hoang sơ, nó không có đường đi, người ta không dám mua. Và dạ bây giờ cầu Nhân Trạch đã làm rồi, mai mốt nó làm xong á thì cái chỗ này x10, x20, x30 là bình thường. Trời ơi. Đầu tư thông minh có nghĩa là nhìn thấy những cái người khác không thấy, làm những việc người khác không làm, Hay mình quá. sẽ có những cái người khác không có. À. Quy tắc của mình là mua đất nhìn rất xấu và làm cho nó xinh đẹp lên rồi bán. À. Vâng, cái bóng mát mà tụi mình đang được hưởng là một cái cây mình đã trồng từ lâu, và đây toàn bộ hàng cây số đường giao thông mình đã đầu tư, mình có quyền hưởng trái ngọt, đúng không bạn? rồi cái giờ đất chỗ đó đó anh Tần, hãy mở thiệt nha, cái vụ mà giờ đất đai đã đóng băng rồi nè, một thời gian tới nó nhân ít 10 ít 20 rồi nó nhân chưa anh Tần, hỏi thiệt lên Tần nó nhân chưa, nó nhân chưa, ý em hỏi là nó nhân chưa, nhân ít 10 ít 20 rồi chứ anh Tần, em hỏi thiệt nha. Em không biết thì em nghe cái từ người ta lùa gà đó, là lùa gà là lùa sao anh Tần, tức là mình thả sáng mình thả gà ra cái chiều mình lùa vô, giống như mình sáng mình ra biển mình dở lưới ra cho cá mập đó nó ra nó ăn, chiều mình lùa cá mập vô đó ha. Hay hoặc là đi giống như là cho làm việc mà việc nhẹ lương cao, sáng đánh găng cá sấu, chiều đánh găng cá sấu hay sao anh Tần, hay chiều sáng lùa cá mập đi ăn rồi chiều lùa cá mập về hay sao, nó hay là mình lùa gà nó giống vậy không anh Tần, giống lùa cá lùa ấy lùa vịt đúng không, nó giống vậy không anh Tần. Công nhận anh đúng là một chuyên gia anh Tần, phải nói luôn anh đúng là một chuyên gia dạy làm giàu, cỡ nào anh nói cũng được, làm sao mà xách tiền đi ra nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam 5.000 đô được, hơn 5.000 đô, 5.100 đô là anh đã bị giữ rồi. Ok vậy mà anh Tần không biết anh làm cách nào
anh đem được 31.000, anh qua Vương Quốc Bỉ anh mua bển luôn đó, hay thiệt, công nhận. Bởi ta nói cái người dạy làm giàu lúc nào cũng hay, lúc nào cũng giỏi hết, phải nói luôn, mình kính nể luôn của chú anh chị. Anh Tần hay lắm, thấy không? Anh Tần chỉ cần mua đất nè, không có đường không có xá đó, rồi xong sau đó nó còn anh Tần làm một con đường ở đó, thấy không? Bà con ở đó tao nói vui mừng quá trời quá đất luôn. Trời ơi, anh nói là mua cái đất mà không có đường có xá mà có nhà người ta đó, không lẽ người ta ở trong rừng anh, mà trong rừng nào mà cách Sài Gòn có nửa tiếng, trời ơi là trời, đúng không? Dễ gì, trời ơi, mua đất bây giờ mà mấy đứa mà mua đất anh Tần thời điểm đó bây giờ chắc nó nhơn dữ lắm, nhơn ít 2 ít 3, có thẩm là ít 10 ít 20 luôn, phải đúng không anh Tần? Mà nhân nợ anh Tần bây giờ mua xong giờ đất nó đóng băng hết rồi, đất nó đóng băng hết rồi, bây giờ sao nhân thiệt á. Giống như cái nhà mà mua hồi xưa 1,8 tỷ, giờ còn 1,5 tỷ nó không mua, lúc mà mua là còn nóng đó, của chú anh chị, nó còn lúc đó là đất giá trị nhà đất nó còn ok đó, 1,850 tỷ, bây giờ bán ra có 1,5 tỷ à, nó mua không, nó vô kêu 1,4 tỷ mấy chục này lấy được, đợi thời là giá nhà này kia, anh thấy không? Đó không đơn giản đâu Tần ơi, coi như là mây tầm nào thì gặp người tầm nào gặp mây từng đó, không gió từng nào mây từng đó, coi như là anh nói cái câu trước là anh lụi thụi câu sau. Bởi vì á, người ta tranh luận ở đây là tranh luận về cái cách nói, đúng không? Anh nói là không thể nào mua được, đó là cả một cái đầu tư vân vân và cái mây, đúng không? Rồi anh đi lại nói anh cũng muốn bán viên kim cương, anh làm từ thiện luôn đó, 31.000, đúng không? Em nói anh nghe nè, cái nước ép của anh á bây giờ nó chỉ là sụt thôi. Còn em nói thiệt, những cái thứ mà người ta chơi những hàng xa xỉ như bà Nguyễn Phương Hằng, có thể là bà bán có 1.000 tỷ thôi, nhưng mà một 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, những cái thứ hiếm hoi của bà nó có thể bà bán 1.500, 2.000 cũng không chừng. Tại vì sao? Tại vì cái độ hiếm. Còn cái nước ép mà coi như là làm ba mấy ngàn của anh ở Việt Nam bán nhóc hết trơn luôn, cửa hàng nào cũng bán nhóc hết trơn á, nhân á. Cho nên á là em nói anh là đó, anh mua 31.000 mà giờ anh đòi bán lại 31.000, không có đâu. Anh mua 31.000 giờ bán 15 16.000 thì có thể có người mua, nhưng phải đúng nha, đúng chất lượng, đúng nước ép nha, chứ đừng có là cái nước G, nước E, nước ơ đều là mệt luôn á, thấy không? Cho nên á, cái đẳng của anh khác, cái đẳng của bà Nguyễn Phương Hằng khác, nó khác nhau hoàn toàn một trời một vực luôn á, thiệt luôn á. Cho nên là anh đừng có so sánh như vậy, khập khiễng như vậy. Bây giờ á, em thấy anh á là coi như bây giờ là fan fiết rồi, coi như giờ người ta vô ta tranh luận nhanh quá trời. Tại vì á, cái câu trước anh nói là không thể nào đem tiền ra khỏi Việt Nam để mua bán mấy cái gì trên trên 5.000 đô được. Rồi cái clip sau anh lên cái clip cái rẹt liền, anh nói là hả, bây giờ anh muốn bán làm từ thiện nè đó, anh mua ở bên Bỉ nè cái 31.000 gì, anh mua bằng cách nào, ai tính, có giấy tờ hẳn hoi này kia cái nọ luôn, mà cái độ anh chơi chơi cũng không tới nữa, học sòn nửa mùa nữa, nước đi anh không làm, bạn mới chơi nước đi không à, bạn có chơi nước ép. Tầng ơi anh Tầng nha, đó vài lời thì gọi em ngu muội, em không biết làm sao nữa. Thì thứ nhất là em hỏi là anh Tần là tại sao anh Tần đem được 31.000 ra nước ngoài để anh Tần mua hột sòn nước ép, đúng không? 31.000 đúng không? Rồi hỏi luôn anh Tần mấy cái nền mà chỗ anh nói là cách sân bay Long Thành 15 phút, cách chợ Bến Thành 30 phút đó, là bây giờ đó là nó nhân 10 nhân 20 chưa, hay là mấy đứa kia nó mua xong nó nhân nợ nhân 10 nhân 20? Anh nói em không biết, em hỏi anh Tần có gì anh Tần rip anh Tần trả lời giùm em chứ. Tại em thì dân nông dân anh ơi, ở quê không biết thì có những cái thắc mắc như vậy, mong anh Tần trả lời nha. Bye bye anh, cảm ơn anh nhiều. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè đó, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó,
thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.